Hòa Ái và Trung Khang kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tối thứ Năm ngày 12 tháng 5 năm 2016 với một số tin tức đáng chú ý. Việt Nam sẽ hoan nghênh việc Mỹ dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm bán vũ khí. Công ty cổ phần Mỹ Đường Hòa Bình cam kết sẽ bồi thường thiệt hại cho các hộ nuôi cá. Kính thưa quý khán thính giả, Việt Nam sẽ hoan nghênh việc Mỹ dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, thể hiện lòng tin giữa hai nước trong xu hướng phát triển quan hệ đối tác toàn diện. Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo như vậy vào hôm nay. Đã có nhiều đồn đoán trước rằng tổng thống Obama sẽ có quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới. Nếu việc dỡ bỏ lệnh cấm này thành hiện thực thì đây được coi là một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hai nước kể từ khi bình thường hóa cách đây 21 năm. Việt Nam cũng đã có những thảo luận với các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ và phương Tây để trang bị các máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay phục vụ tuần duyên. Hiện tại, Nga vẫn là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Việt Nam. Càng gần tới chuyến đi của Tổng thống Obama đến Việt Nam, nhiều hãng tin có những bài bình luận cho biết Nhà Trắng đang cân nhắc việc dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam nhân chuyến thăm này. Tổng thống Obama sẽ tới thăm Việt Nam lần đầu tiên từ ngày 22 tháng 5 tới đây hãng tin afp hôm nay viết rằng mỹ và việt nam cũng đang xích lại gần nhau hơn trong những năm qua với việc chính phủ của tổng thống obama thực hiện việc chuyển trục chiến lược sang châu á thái bình dương và cả hai nước đều mong muốn kiềm chế sự gia tăng ảnh hưởng của trung quốc bắc kinh thời gian qua cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn trong các hành động đòi chủ quyền ở biển đông đang tranh chấp với các nước láng giềng châu á trong đó có việt nam Trước tình hình đó, đã có nhiều chính khách Mỹ thúc giục chính quyền Tổng thống Obama gia tăng giúp đỡ Việt Nam trong việc trang bị các vũ khí hiện đại. Hồi năm 2014, Hoa Kỳ đã dỡ bỏ một phần những hạn chế trong lệnh cấm bán vũ khí đối với Việt Nam. Thưa quý vị, Việt Nam vừa bí mật tổ chức một hội thảo về quốc phòng với sự tham dự của những công ty hàng đầu của Mỹ như Boeing và Lockheed Martin hồi tuần này. Hãng tin Reuters loan tin này ngày hôm qua, báo chí việt nam hoàn toàn không đưa tin về hội thảo này trong khi hãng tin reuters cho biết hãng này đã không được chấp nhận cho tham dự hội thảo bộ quốc phòng việt nam cũng không đưa ra bất cứ lời bình luận nào về hội thảo này hội thảo diễn ra chỉ vài tuần trước chuyến thăm của tổng thống hoa kỳ barack obama đến việt nam đã có những đồn đoán trước chuyến thăm là có nhiều khả năng tổng thống mỹ sẽ ra quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho việt nam đã kéo dài hàng chục năm nay theo viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, trong giai đoạn từ 2011 đến 2015, nhập khẩu vũ khí của Việt Nam đã tăng 699% so với giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010. Về tình hình Biển Đông, Australia tiếp tục khẳng định ủng hộ việc Mỹ thực hiện chương trình tự do hàng hải tại khu vực Biển Đông. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull nói với báo giới hôm nay rằng ông đã nói điều này với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama qua điện thoại vào sáng sớm hôm nay. Thủ tướng Australia cho biết lãnh đạo hai nước đã trao đổi về các vấn đề an ninh trong khu vực, khẳng định cam kết của Australia đối với chương trình tự do hàng hải và tầm quan trọng của việc giải quyết những tranh chấp trong khu vực một cách hòa bình theo luật quốc tế. Hôm thứ Ba vừa qua, tàu USS William Lawrence của Mỹ đã đi qua khu vực 12 hải lý gần đã chữa thập, hiện do Trung Quốc kiểm soát thuộc quần đảo Trường Sa đang tranh chấp giữa các nước. Hành động này được Bộ Quốc phòng Mỹ miêu tả như một thách thức đối với những đòi hỏi quá đáng về hàng hải mà cả Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan đang thực hiện là hạn chế các quyền đi lại trong khu vực Biển Đông. Hoa Kỳ và Trung Quốc thời gian qua cũng đã có những tranh cãi xung quanh việc quân sự hóa khu vực Biển Đông sau khi Trung Quốc cho tiến hành lắp đất đá để xây dựng và mở rộng các đảo nhân tạo. Trong khi đó, Hoa Kỳ cũng đã gia tăng các hoạt động tuần duyên và tập trận tại khu vực này liên quan đến vụ cá chết hàng loạt trên sông Bưởi Thanh Hóa, công ty cổ phần mía đường Hòa Bình cam kết sẽ bồi thường tất cả thiệt hại cho việc xả thải vào sông Bưởi, gây ra đối với những hộ nuôi cá trên sông, trị giá lên đến 1 tỷ 400 triệu đồng. Đây là cam kết được ông Nguyễn Mạnh Hùng, phó giám đốc công ty cổ phần mía đường Hòa Bình đưa ra nhân buổi làm việc với tổ công tác liên ngành tỉnh Hòa Bình vào hôm 11 tháng 5 vừa qua. Ông Hùng cho biết do thời gian xây dựng nhà máy quá gấp gáp nên công ty chưa kịp làm hệ thống xử lý nước thải. Giám đốc nhà máy ông Nguyễn Khắc Chuyện cho biết sau khi nhận được tin cá chết trên sông Bưởi, doanh nghiệp đã có đoàn vào thăm các làng chài ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa để nắm bắt tình hình. Ông cho biết trước mắt công ty sẽ hỗ trợ thiệt hại là 1 tỷ 400 triệu đồng, theo đúng đề xuất của Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành. Đây là tiền bồi thường cho hơn 17 tấn cá chết. Ông cho biết doanh nghiệp sẽ xem xét kiến nghị hỗ trợ gạo 6 tháng cho 79 hộ và 2 tấn cá giống cho những hộ mưu sinh từ nghề sông nước. Ngoài việc phải bồi thường thiệt hại, công ty mía đường Hòa Bình cũng bị đình chỉ hoạt động 6 tháng để khắc phục hậu quả. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa.tienviet.net nếu bị tường lửa ngăn chặn mời quý vị vào địa chỉ á châu tự do info quý vị cũng có thể xem chương trình của đài bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese rfa org hoặc bằng ứng dụng app của rfa tải xuống từ app store và google play hoài và trung khang xin kính chào tạm biệt